mới có 2 tuần thôi á, khi mà để vài tháng nữa nó nhẹt luôn á, ăn có hết nữa. Tại mình mới bỏ xuống đất, bỏ lên bỏ chậu á, mình chiếc chiếc chậu vài bữa nó rảnh chỉ người ta chiếc chậu, chậu chiếc bên kia nè. Nhìn quá. Đây lá nho. Lá nho non tứ cuốn thịt bò. Nướng giống như là lá lốp vậy. Nói thơm không bằng lá lốp nhưng mà nó có vị chua đó. Ăn ngon. Ừ. Xuống đất với mùa lạnh là chắc mình nghĩ mình tụi lá hết.